MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Thì bây giờ là 5:06 ngày 6 tháng 7 năm 2023. Thì hai vợ chồng MLMS đang có mặt tại mộ của tại trước cổng Hoa Viên nha. Đó. Như các cô chú anh chị thấy ha, trời thì có sương. Sương này là sương sương muối. Có lẽ là sương muối đúng không bà xã? Bà xã của MLMS thì suốt đêm không ngủ luôn. MLMS thì ngủ bình thường nhưng mà bà xã thì suốt đêm không ngủ. Lý do là nửa đêm là đang ngủ, cái MLMS tự nhiên nghe một cái tiếng có ai đó như kêu dò mình thì mới giật mình thức dậy. Thì nói, ủa sao lạ quá ta, nay bình thường là mình báo thức bà xã vậy để xuống cậu mà sao nay tự nhiên cái bà xã mình báo thức ha, nay không biết sao kỳ. Mà cái mà làm bếp mở cái điện thoại lên coi thì lúc đó mới có 0:02 à, nên sao kỳ quá. Cái đi xuống hỏi sao, cái bà xã kêu qua phòng thổi gió giùm em đó. Cái MLMS mới hỏi thì mới biết là bị đau bụng, nói chung là bị giống như trúng thực vậy đó, đau bụng đi ngoài cũng mấy lần luôn. Thì sáng nay thì cũng hơi đỡ tí xíu nhưng vẫn còn đau bụng nha, cho nên sáng nay bà xã MLMS không có được vui mấy. Ở đây thì MLMS thấy mấy anh bên Hoa Viên á thổi lá sớm. Sao rồi bà xã, em có muốn chia sẻ gì cho bà con không, tình hình sức khỏe sao rồi? Cự gì hả, không muốn nói luôn hả? Nói gì bà xã thì giờ còn chắc là đau bụng, vẫn còn đau bụng. Hôm qua thì về chắc là ăn ăn cái món là đậu đũa xào. Mà cái món đậu đũa này nghe bà xã nói là dễ bị trúng lắm, thì chắc hôm qua bà xã bị trúng. Chứ 15 mét có ăn cũng bình thường mà, đâu có bị gì đâu, ngủ ăn phẻ re luôn. Hôm qua thì phải nói là ở trên Hoa Viên là mưa rất là lớn nha. Ở nhà cũng vậy đó, về nhà thì mới mưa, nhưng mà mưa thì như nguyên đêm luôn. Trời ơi, mưa quá trời mưa, mưa khủng khiếp. Nè, đây đó, như các cô chú các chị thấy ha, mùa nước chảy trôi cát luôn nè. Mà bà xã mà mới hỏi có mưa không, sao cơn mưa thì trời lại sáng đó. Mà em để ý đi, em thấy ha, mỗi lần mà mưa sẽ mưa ban đêm nha, là sáng là sẽ có hay có sương mù nha, giống như là nó còn động cái hơi nước lại đang rớt xuống. Hôm qua thì hai vợ chồng 15 mét khi mà đi về á thì 15 mét cũng hay đọc cái comment của khán giả, thì mới phát hiện là có khán giả là báo cho 15 mét biết là chị Hồng Loan đang livestream bán hàng online đó. Thì 15 mét cũng đã chia sẻ cho tất cả bà con cô bác ha, thì cũng được đông đảo bà con là nhiệt tình ủng hộ luôn. Nếu mà gần nhà là sẽ sang ủng hộ luôn. Thì cái này là 15 mét được biết là chị Hồng Loan là bán hàng online nha, chứ là chỉ bán online thôi, không biết là có bán tại chỗ hay không. Nhưng mà nếu mà bán hàng online thì mình trình lên trên Facebook cái trang chính chủ của chị Võ Thị Hồng Loan ấy, chúng ta sẽ đặt hàng online ha. Thì chị Hồng Loan sẽ ship đến tận nhà luôn.
Thì hôm qua cũng nghe chị nói là ship nội thành cũng như là ngoài tỉnh luôn. Nội thành tức là trong thành phố Hồ Chí Minh á, vào ngoài tỉnh tức là các tỉnh ở ngoài luôn. Nếu mà ở ngoài miền Bắc có đặt thì chắc cũng ship tới chỗ luôn. Nhưng mà thường thì trước tiên thì chúng ta cần phải xác minh đúng thì chúng ta mới chuyển, tại vì cũng có rất là nhiều trường hợp nhiều khi người ta không thích đó, thì cái này nói chung là nhiều thứ vấn đề lắm, cho nên là mình cần phải biết chính xác. Thì đây 15m sẽ cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Đó thì chị có đăng lên trên cái trang của chị ha: anh chị cô chú bác ủng hộ đồ ăn vặt nhà em ạ, à, em cảm ơn mọi người mua hàng inbox vào tin nhắn của em. Thì me thái là 80.000 một hũ nè, me thái là cái món này nè. Me thái một hũ 80k hồng lon, rồi mít sấy cao cấp bao ngon 1 kg là 300k, một bịch là nửa ký là 150k hồng lon. Rồi rong biển ha, một bịch á nửa ký là 175k đó hồng lon. Trà bông heo nửa ký 250k cũng hồng lon luôn. Đó là cái này là nửa ký nha. Rồi khô gà lá chanh 1 kg là 300k, một bịch nửa ký là 150k. Đó. Thì đây còn món nào nữa không ta? Cái món cuối cùng là chùm dược muối ớt 1 kg là 220k. Nhìn ngon không? Ngon không? Đó. Thì 15m sẽ quay cận cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị nè. Cô chú anh chị nào mà chưa vào Facebook thì có thể xem trên màn hình của 15m nha. Quay qua cái điện thoại. Cái này là khô gà lá chanh nè. Đó. Trời ơi, tự nhiên thấy cái chảy nước miếng không? Rồi đây là cái món trà bông heo. Đó. Một bịch trà nửa ký nha. Rồi cái món này là rong biển hạt. Một bịch cũng nửa ký luôn nè. Này là mít. Mít sấy. Rồi cái món ở trên cùng là me thái nè. Trời ơi, cái món me thái này mà ca sĩ nào mà hát hả, nhai một cái là khỏi hát luôn. Đó. Thì chỉ được là 22.568 lượt lượt thích ha, 1.934 lượt bình luận nè. Đó. Hôm qua là lúc là 17h23, trang là Võ Thị Hồng Loan nha. Đó, hiện tại thì có để coi coi mấy món, 7 món thì phải. 6 món. Tổng cộng là chỉ bán là kinh doanh là 6 món hàng online nha. Đó thì bà con nào mà muốn mua ủng hộ chị Hồng Loan á thì chúng ta sẽ vào trang Facebook nha. Này. Và nhắn tin qua Messenger. Đó, cái trang là Võ Thị Hồng Loan nè. Con gái của ba Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, hiện tại cái trang của chị là có 147.772 người theo dõi nha. Đó thì khi mà bà con cô bác nào mà muốn mua thì chúng ta phải xem trang chính chủ nha. Thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều trang giả mạo cái trang của chị Hồng Loan á để lợi dụng cái việc này để bán hàng online. Thì bà con cô bác phải vào mà xem cho kỹ nha. Chính xác cái số lượng người theo dõi nè. Thì chỉ xài có là một trang Facebook này thôi, không có xài TikTok mà cũng không có xài YouTube nha. Cho nên bà con lưu ý, thì chị cũng đã thông báo rất là nhiều trên các trang mạng xã hội, chủ yếu là trang Facebook thôi, để mà cảnh báo cái việc là giả mạo thông tin để mà làm những cái việc là vi phạm pháp luật. Đó. Thì cái trang này, cái này là cái video hôm qua mà phát trực tiếp bán hàng online nè. Đó, không biết là chỉ bán với là khán giả nào nữa. Hình như có một chị gái phụ ha. Nhưng mà 15m không biết là ai.
Đó. Thì đó này chị Hồng Loan nè. Thì theo 15 mét nghỉ ha. Thì mốt với chị chắc có lẽ vài hôm thôi là chị sẽ rành với cái việc bán hàng online nè. Đó, bé Bun nè. Đó, bé Bun. Đó. Hình như là bé Bun đang ở trực tiếp với mẹ ha, phụ mẹ bán nè. Hôm qua thì 15 mét cũng đã có chia sẻ một số cái hình ảnh để cho bà con cô bác biết. Đó, bé Bun ôm một bịch mít nửa ký ha. Cái bịch mít đó là bằng nửa bé Bun luôn. Bịch mít to lắm nha. Bịch mít nửa ký. Nửa ký hàng ký bà xã. Là nửa ký đúng không? Nãy anh đọc là nửa ký thì phải. Tại vì mít nó nhẹ lắm, mà nửa ký thì bà con cô bác biết nó to cỡ nào rồi. Đó. Rồi cái khô gà nè, khô gà nửa ký nè. Đó. Thì nói chung là bà con nào mà không mua thì cũng có thể là vào like đăng ký ủng hộ. Còn bà con nào muốn ủng hộ bằng cách mua trực tiếp thì chúng ta có thể là nhắn tin qua Messenger ha. Cái này là cô này khô gà hay chà bông em? Chà bông đúng không? Chà bông heo. Đó, cái này chà bông. Xem like mình đừng có ghi cái số điện thoại lên. Nhắn cái số điện thoại là cái like là sẽ được tiếp luôn. À, khi nào mà ở đây bà xã của 15 mét cũng hướng dẫn cho bà con cô bác nè, tức là khi mà chúng ta đặt mua thì chúng ta nên nhắn tin trực tiếp qua Messenger nha, chứ đừng có nhắn tin số điện thoại lên trên khi mà live trực tiếp. Tại khi mà bà con mà nhắn tin cái số điện thoại lên live stream trực tiếp á, thì những cái thành phần mà lợi dụng cái trang của chị Võ Thị Hồng Loan nè, họ sẽ cướp đơn, cướp cái đơn đó ha. À, sẽ có một cái người nào đó, họ sẽ liên hệ với bà con, nhưng mà không phải là chị Hồng Loan nha. Họ sẽ cướp đơn, họ sẽ gửi hàng cho bà con, nhưng mà không phải là chị Hồng Loan nha. Nên cho nên bà con cô bác á, là chú ý cái việc này. Chúng ta không nên ghi số điện thoại trực tiếp lên trên live stream trực tiếp nha, mà chúng ta chỉ là nhắn tin với chị Hồng Loan qua Messenger, rồi chúng ta gửi cái số điện thoại thì chị Hồng Loan sẽ xem lại và sẽ gửi hàng cho bà con nha. Đó, thì cái này là rất là nhiều cái trường hợp mà bị cướp đơn bằng cách là xem cái số điện thoại trên live stream trực tiếp á, để mà lợi dụng việc đó để mà giao hàng. Nói chung là mình nói cái từ cướp đơn thì chắc bà con cũng biết rồi ha. Đó, thì tại vì đúng rồi, cái thứ nhất á, là nhiều khi cái hàng đó nó không có chất lượng là một. Cái thứ hai á, là người ta bán đó, người ta live stream người ta bán mà cuối cùng người ta không được cái gì mà mình lợi dụng cái việc đó mình bán đó, là cái không có gọi là mắc đạo đức á. Nói chung là nhiều thứ lắm. Tại vì bà xã 15 mét cũng hay xem mà mua hàng online trên Facebook á, nên cũng biết. Với lại là một số shop là hướng dẫn làm sao để chúng ta mua cho nó chính xác, cho nó đúng chủ, không tránh nhầm cái là hàng giả, hàng nhái này nọ rồi. Đó. Thì sáng nay thì 15 mét cũng mong muốn là góp một chút xíu cái ý kiến của mình, cũng như là mình biết được gì thì mình đóng góp cái đó. Nhiều khi bà con cô bác không có biết thì cũng phân biệt được đó. Thì đến đây thì 15 mét Bình Dương xin phép là khép lại video trò chuyện sáng nay ha. Thì sáng nay Hoa Duyên họ cũng tắt đèn rồi. Chúc cho toàn thể quý cô chú quý anh chị xem trên kênh YouTube của 15 mét Bình Dương á, thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.